Hàng ngày, tôi sẽ tiết lộ các bí quyết về các món ăn hàng ngày của chúng ta. Từ gia súc cho tới cây trồng và quá trình chế biến, chúng ta sẽ tìm hiểu tất cả những gì liên quan đến các món ăn yêu thích. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu tất cả mọi thứ liên quan đến một loài thủy cầm, đó là vịt. Gan béo, ức, chả. Có rất nhiều món ăn của Pháp được chế biến từ vịt. Pháp sản xuất khoảng 75% tổng số gan vỗ béo trên toàn thế giới. Một món ăn được xem như một phần trong văn hóa, được bảo tồn và di sản ẩm thực của Pháp. Nhưng đứng yên, dừng lại. Nếu như ngành sản xuất gan béo được lấy từ gan vịt, trong lịch sử, một số vùng ở Pháp thích gan ngỗng hơn. Gia đình Denis Mazet đã nuôi ngỗng từ ba đời nay ở Dordogne, một vùng nổi tiếng về truyền thống nuôi ngỗng. Thời gian gần đây, Denis Mazet chuyển sang nuôi vịt. Anh sẽ cho chúng ta biết sự khác biệt giữa hai loài này. Hơi nóng một chút, có phải không Coco? Coco không mấy vui vẻ. Cuối cùng, chúng ta sẽ đặt máy quay ở giữa một trang trại ở Gers. Laurent Rico nhân giống 800 con vịt ở đây, vỗ béo, vặt lông. Chị sẽ tiết lộ cho chúng ta tất cả những gì về những con vịt mà chúng ta vẫn dùng những cái ức tuyệt đẹp của chúng. Bộ gan của một con gà Tây. Nhưng ở vùng Tây Nam, chúng ta sẽ chỉ nói tới những con vịt. Jean de Brie là một nghệ sĩ bảo tồn và là một người sản xuất gan vỗ béo gia truyền từ đời cha sang đời con ở Supportland. Ông sẽ chỉ cho chúng ta cách sử dụng gan béo. Như ta thấy ở đây, sau một lúc, vết vân tay biến mất. Tôi sẽ hướng dẫn mọi người cách nấu món này. Điều tôi muốn chúng ta làm là thử hai phương thức nấu ăn, dùng khăn và dùng máy hút chân không. Hành trình tìm hiểu của tôi bắt đầu từ Sen và Man với một giống vịt. Chúng ta đang ở giữa mùa đông. Đây là thời điểm thích hợp nhất để nhân giống loài vật có màng ở chân sợ lạnh này. Tôi có một cuộc gặp gỡ với Sivan, một người làm công việc này 15 năm nay. Chào anh khỏe không? Chào chị. Công việc của anh thế nào? Sao chị không đến đây vào mùa xuân, thời tiết dễ chịu hơn? Để lần sau vậy, còn bây giờ tôi muốn anh giải thích cho tôi sự khác biệt giữa các giống. Chúng có phải chú ý? Anh có dạy chúng không? Chúng đang nghe chị nói đấy. Tôi thấy rồi, để xem chúng có đứng yên không? Chúng ta đến gần chúng có được không? Chúng ta có thể đến gần chúng, nhưng từ từ thôi. Tôi hiểu rồi, anh bắt cho tôi một con được không? Chúng ta sẽ thử nhưng đừng để bị ngã. Đây thực sự là một thách thức đấy, trơn quá đi mất. Anh học cách này từ đâu thế? Bố mẹ truyền lại phải không? Hóa ra anh bắt chúng bằng cách đó. Tóm vào cánh của chúng. Phải rồi, tóm vào cánh. Chúng mổ đấy, tôi nghĩ chúng ta nên cẩn thận. Không, chúng rất hiền. Chị chỉ cần chú ý những chiếc móng thôi. Đúng vậy, chúng có móng, chúng là giống gì vậy? Đây là giống vịt Mula. Nó là giống vịt lai của hai loài Pekin và Moscovy, hoặc Moscovy và Rouennais. Con vật này không đẻ được vì nó được lai từ hai loài hoàn toàn khác nhau. Đây là con vịt Mula hay còn gọi là vịt Mule. Tất cả các loài vật đều có khả năng dự trữ mỡ ở gan. Chúng có thể được vỗ béo. Tuy nhiên, ưu điểm của vịt Mula so với vịt Moscovy là hạt gan vỗ béo của chúng rất mịn. Hạt gan là gì vậy? Hạt chính là thứ chị cảm nhận khi đưa miếng gan vào trong miệng hoặc khi chị chạm tay vào nó. Vậy là gan của vịt Mula mịn hơn phải không? Đúng như vậy, gan của chúng gần giống như gan ngỗng. Thôi được rồi, anh chỉ cho tôi xem phần ức vịt được không? Ức vịt là chỗ này. Chúng ta sẽ kéo nó ra ở hai bên. Ồ, hay thật. Đây là một cái xương, ở phía bên kia là ngực. Hai phần tôi thấy rồi. Chúng ta cũng biết gan nằm ở đâu rồi. Chắc là ở chỗ này. Chúng ta không thể cứu được con vật này à? Nó có thể đi cùng tôi được không? Chị thực sự muốn có quà ư? Vì đây là một món quà độc. Tôi hiểu rồi. Tôi bắt đầu thấy sợ rồi đấy. Cẩn thận. 3, 2, 1, bắt đầu. Không tệ. Tuyệt vời, cảm ơn Sivan rất nhiều. Có gì đâu. Đó là những thông tin đầu tiên. Bây giờ tôi sẽ xem việc nhân giống ép buộc diễn ra như thế nào. Gặp sau nhé, cảm ơn anh rất nhiều. Hẹn gặp lại chị. Rời Dordogne, chúng tôi tới ngôi làng xinh xắn Kasak Ayak. Tôi có một buổi hẹn tại trang trại giống Buiso. Tại đây họ chăm sóc những con ngỗng xinh đẹp. Tôi hy vọng nó khởi động được. Denis đã nuôi ngỗng 30 năm nay cùng vợ của mình.
Nhưng hôm nay cái máy kéo của ông không nổ máy được. Chúng ta sẽ ngồi trên máy kéo với Dennis. Ông sẽ đưa chúng ta đi một vòng để thăm trang trại của gia đình. Nó đã trải qua 3 đời. Dennis là người quản lý trang trại. Ông nuôi ngỗng, cho chúng ăn và nhân giống cho chúng. Trong trang trại, tôi cho phối giống và nhồi ăn khoảng 1.000 con ngỗng mỗi năm. Tôi sản xuất ra tất cả chỗ ngũ cốc dùng làm thức ăn cho chúng. Lúa mì, triticale, một loại lúa mì và lúa mạch đen. Một loại xuất hiện trong tự nhiên ở Auvergne cách đây 1 thế kỷ. Tôi cũng sản xuất tất cả ngô để nhồi chúng. Ngô được cất trong những chiếc lồng lớn. Ở đây có từ 30 đến 40 tấn được sử dụng để cho những con ngỗng của Dennis ăn cũng như cưỡng ép chúng ăn. Những con ngỗng của anh ở đâu hả Dennis? Chúng ta cứ nói chuyện về chúng mà tôi chưa thấy con nào cả. Đó là vì bây giờ là mùa đông, chúng tôi không thể cho chúng ra ngoài vì ngỗng phải đi lại. Khi có tuyết, chúng tôi không thể để chúng ở ngoài trời lạnh lâu được. Chúng tôi gặp khó khăn khi đưa chúng ra ngoài do móng của chúng. Chúng không đi giày. Chúng sẽ đứng dậm chân tại chỗ vì chúng tôi không thể cho chúng đi ra ngoài trời. Điều này không dễ gì, nhất là khi có ngỗng con. Chính vì thế nên bây giờ tôi chẳng có con nào. Vậy là ngỗng cũng bị lạnh giống tôi. Chị muốn đi xe hay chị muốn đi bộ? Nếu được lựa chọn thì tôi thích đi xe hơn. Đúng là nó rất đẹp khi mọi thứ đều màu trắng. Khi trời nắng, những con ngỗng của Dennis sẽ được thả ra ngoài trời 4 tháng. Sau đó chúng sẽ bị ép ăn. Tất nhiên, gan của chúng sẽ có mỡ vào mùa đông. Đây là 2 con ngỗng đang tận hưởng một chút không khí trong lành phải không? Victor tự thuần hóa chính nó. Nó tới để được vuốt ve. Nó mổ một cách lịch sự vào tay áo, gấu quần. Rồi đến một ngày, Victoria xuất hiện. Victoria hơi yếu. Nó không có nhiều lông và không xinh đẹp lắm. Tôi không thể ép nó ăn được, nhưng tôi cũng không thể giết thịt nó được. Dennis yêu những con ngỗng của mình. Anh là một người nhân giống ngỗng. Khi có thời gian rảnh rỗi, anh sẽ ghép đôi cho chúng. Nhưng Dennis không có nhiều thời gian để dành cho đôi mới của trang trại. Xin chào. Bây giờ anh sẽ đưa tôi đến phòng cho ăn. Chúng ta không còn thời gian để bông đùa nữa. Vậy đấy. Những con ngỗng của Dennis sẽ được cho ăn lần lượt. Đây là một công việc khá bận rộn. Tôi có 60 con ngỗng cần được cho ăn cưỡng ép. Đây là đợt cuối, vì tôi dừng việc cho ăn này vào cuối tháng 1. Vậy là ngỗng chỉ bị ép ăn vào mùa đông. Hôm nay tôi rất may mắn vì Dennis chỉ còn một đợt cuối cùng. Chúng là những con ngỗng cuối cùng của mùa này. Tôi lấy chỗ ngô đã được ngâm nước để cho chúng ăn, sẽ dễ tiêu hóa hơn. Hạt phải dễ vỡ một chút, chúng mới tiêu hóa được. Bắt đầu thôi. Trên thực tế, để nuốt dễ hơn, chúng tôi cho thêm chút nước vào để nó mềm hơn. Chiếc máy này sẽ giúp Dennis cho ngỗng ăn. Cho một chút dầu vào cho trơn, chỉ một chút thôi. Dầu ư? Để làm gì vậy? Dầu giúp cho các hạt ngũ cốc trôi nhanh hơn bên trong máy, trong phễu và giúp nó xuống nhanh hơn. Trời ơi, những con ngỗng này lắm mồm quá. Này, có phải họp chợ đâu? Quên mất, tôi vẫn chưa cắm máy. Nếu tôi không cắm thì nó sẽ không hoạt động. Chắc chắn là thế rồi, nếu chúng ta không cắm máy. Bắt đầu thôi. Dennis này, có một con ở đây. Những con ngỗng này nghịch ngợm quá. Tôi sẽ bắt nó. Ngỗng rất xinh đẹp. Chúng ta không chạm vào chúng. Chúng ta không làm gì chúng cả. Chúng ta không cắt mỏ của chúng, không cắt cánh của chúng, hay cắt móng vuốt, không làm gì cả. Chúng đều tự nhiên. Dennis chăm sóc những con ngỗng bé nhỏ đáng yêu này. Trật tự đi nào. Việc nhồi cho chúng ăn có tác dụng như thế nào? Tôi nhồi cho chúng ăn 3 lần một ngày, vào buổi sáng, vào buổi trưa và buổi tối, trong 20 đến 25 ngày. Đầu tiên, chúng chỉ ăn một chút, nhưng dần dần, thức ăn nở ra. Chúng có thể ăn tới 30 gram ngô mỗi bữa. Chúng không thường xuyên được thấy người, chỉ mình tôi ở đây.
rất khó. Tôi bắt chúng. Chúng tới chỗ tôi dễ dàng. Tôi cho chúng ăn. Tôi để chúng ở cạnh mình như thế này. Tôi không cần phải tới chỗ của chúng. Và tôi cũng không cần phải ép chúng ăn quá. Ngô làm cho bữa ăn nở ra. Đó là cách để tôi phát hiện ra chúng. Hoặc khi tôi bắt được chúng, tôi có thể cảm nhận được thóc lúa trong bụng chúng. Chúng ta có thể cảm nhận điều đó qua da, rất nhanh, từ 5 đến 8 giây. 70 con còn lại tôi sẽ cho ăn trong nửa tiếng. Nửa tiếng buổi sáng, nửa tiếng buổi trưa và nửa tiếng buổi tối. Đợt cuối tôi còn 140 con, cần khoảng 3 giờ đến 3:30 để chuẩn bị bữa ăn. Một công việc không dễ dàng chút nào. Việc nhồi cho ngỗng ăn bắt nguồn từ đâu vậy? Những con ngỗng trời trước khi di cư ăn rất nhiều để giữ trữ mỡ trong cơ thể. Nhờ vậy chúng không cần phải dừng lại nhiều để kiếm ăn. Chúng tôi chỉ thúc đẩy quá trình này nhanh lên. Chính vì thế mà một buồng gan tốt chắc chắn phải hơn gan bị bệnh. Nếu cuối đợt nhồi ăn, thay vì giết thịt con vật, chúng tôi thả chúng ra ngoài. Chỉ trong vòng 48 tiếng, chúng sẽ giảm 200 đến 300 gram. Trong 2 tháng, chúng sẽ quay trở về cân nặng ban đầu. Gan vỡ béo là kết quả của quá trình tích tụ mỡ, kết quả của việc tiêu hóa đường trong ngô suốt giai đoạn ngỗng và vịt được vỡ béo. Nếu chúng ta cho chúng ăn bình thường trở lại, gan béo sẽ trở lại thành gan bình thường. Những con ngỗng của Dennis bị nhồi ăn từ khi 4 tháng tuổi mà không có sự phân biệt nào. Les oies de Denis sont gavées à partir de 4 mois et pour elles, pas de discrimination. Chúng tôi có ngỗng đực và ngỗng cái. Nhìn chúng, tất cả những con đầu to đều là con đực. Chị thấy đấy, mỏ của chúng đều mở ra, rất ồn ào. Ồn ào là từ nhẹ nhất mà anh dùng đấy. Không chỉ có con cái mới ồn ào. Nó có mệt không nhỉ? Tôi đã làm công việc này 30 năm nay. Chúng là những con vật ồn ào. Tôi đã bị giảm 70% thính lực vì tiếng kêu của chúng. Thông thường tôi phải đeo thiết bị chống tiếng ồn khi cho chúng ăn. Làm công việc cho ngỗng ăn rất nguy hiểm. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Ở đây tôi có vài con ngỗng. Còn ở phía sau tôi nuôi vịt. Dennis đã nuôi vịt vài năm nay. Vịt đây. Chúng là những con vịt. Chúng tôi nhồi vịt ăn nhiều hơn ngỗng. Tôi nghĩ là khoảng 19.700 tấn gan vịt so với 480 tấn gan ngỗng một năm. Tôi nghĩ đó là một con số khổng lồ. Tuy nhiên, lũ vịt cần được nhồi cho ăn 2 lần một ngày, 14 ngày ăn bằng ống sông, 12 ngày ở trang trại lớn, nơi chúng không ăn bằng cách nhồi qua đường sông. Như vậy, chúng sẽ ăn vào buổi sáng và ban đêm, thay vì sáng, trưa, tối. Đồng thời, những người nhồi cho chúng ăn cũng sẽ được nghỉ ngơi vào mỗi cuối tuần. Tôi thừa nhận rằng tôi bắt đầu thấy đau cánh tay và bả vai. Bây giờ tôi thích cho vịt ăn hơn cho ngỗng ăn vì nó đỡ mệt hơn. Tôi thích cho vịt ăn hơn, nhưng tôi vẫn thích ngỗng hơn vì chúng đẹp hơn vịt. Ở trang trại Mazi, cả ngỗng và vịt đều được biến thành nhiều món ăn ngon. Tất nhiên, trong đó có món gan béo. Nathalie Mazi là người bán hàng tại quầy hàng của trang trại. Hôm nay chị đang chuẩn bị một món ăn hấp dẫn. Giờ là lúc nếm, chúng ta sẽ nếm thử gan ngỗng và gan vịt. Trước tiên, chúng ta sẽ thử gan ngỗng xem sao. Các cháu tới đây. Thông thường chúng ta sẽ không phết nó. Sau khi ăn thử gan ngỗng, tới lượt gan vịt. Những chuyên gia nhỏ tuổi nghĩ sao? Cậu bé có vẻ thích ăn gan ngỗng hơn, nhưng chúng khác nhau ở chỗ nào? Rất hiếm khi chúng ta được nếm thử cả hai loại một lúc. Chúng ta sẽ kiểm tra sự khác biệt. Nếu như các cháu nếm cái này trước sẽ thấy vị mạnh hơn. Và tất nhiên, cái tiếp theo sẽ thấy vị kém hơn một chút. Sự khác biệt giữa hai loại gan này chính là kích thước và hương vị của gan ngỗng béo rất tinh tế và mềm. Gan ngỗng cũng to gấp đôi gan vịt. Tuy nhiên, gan vịt lại được cho là có vị đậm hơn.
Tôi rất muốn biết đâu là sự thật. Ai thích ăn gan vịt, còn ai thích ăn gan ngỗng? Tôi rất thích ngỗng, nhưng vị của gan vịt vẫn ở trong miệng tôi. Tôi thích vịt hơn. Gan vịt đậm hơn. Chúng ta thử lại lần nữa để chắc chắn nhé. Vậy đâu là sự thật? Thích cả hai phải không? Đúng là như vậy. Xét về mặt dinh dưỡng, ba lá gan đều tương đương nhau. Chúng chứa 44% chất béo. Nếu ăn chúng một cách hợp lý, thì gan béo không phải là món ăn không tốt. Nó có chứa axit béo và chất omega giúp cân bằng chế độ ăn. Còn nếu chỉ xét về độ ngon, thì thị trường cũng đưa ra những ý kiến riêng. Chúng ta tiêu thụ 90% lượng gan vịt. Tôi quyết định đi đến thăm một trang trại nuôi vịt. Bây giờ tôi sẽ tới vùng đất Lange ở Suppose. Những con vịt bé nhỏ, nhưng chúng không giống những con vịt mà chúng ta vẫn biết. Trên thực tế, nhà sản xuất Yann đã gặp người phụ trách phối giống cho vịt Mulac của mình. Anh khỏe không, Daniel? Nếu anh muốn xem những con vật này, tôi có đủ mọi lứa tuổi. Hoàn hảo. Daniel đã làm việc nhân giống vịt hơn 30 năm nay ở Suppose. Anh chăm những con vịt từ khi chúng mới một ngày tuổi. Anh nuôi chúng ở ngoài trời, nhồi cho chúng ăn khoảng 24 ngày. Chúng ta đến nơi rồi. Đây là một vườn trẻ vịt với những con đến sau, không cần thiết phải tách nó ra. Đây là những con mới sinh ngày hôm qua. Được. Chúng nhỏ hơn rất nhiều, trông chúng rất đáng yêu. Rất dễ thương. Đúng là trông chúng rất đáng yêu. Ngắm chúng không chán. Nhưng chúng ta phải quay lại với công việc kinh doanh vịt. Những con vịt của Daniel được sinh ra từ lò ấp. Chúng được nuôi ngoài trời và được cho ăn ngũ cốc, chủ yếu là ngô. Anh có bao nhiêu con vịt trong trang trại? Hiện tại trong trang trại tôi có ít nhất khoảng 1.200 con, đủ mọi lứa tuổi. 1.200 con vịt. Không có vịt con, chúng được phân chia thành nhóm 300 con, tùy theo độ tuổi, từ 1 đến 4 tháng. Tổng kết lại, chúng ta có loại 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, và những con đủ 4 tháng đang được vỗ béo. Anh Daniel này, cho ăn bằng ống xong là thế nào? Chủ nhật đầu tiên chúng tôi làm một lần, tôi thường học như thế này. Chúng phải trải qua giai đoạn đầu tiên, đó là ngày đầu tiên được nhồi ăn. Chúng vẫn còn bị sốc với liều lượng thức ăn bị nhồi. Chúng tôi cần 11 kg để nhồi vào con vịt. Có những người nuôi chúng hơn 14 ngày, còn tôi nuôi 18 ngày. Tóm lại, ngày đầu tiên ăn bằng ống sông, những con vịt phải nuốt 250 gram ngô. Số lượng cứ tăng dần, tới 650 gram một lần. Cuối cùng, mỗi con vịt sẽ được nhồi khoảng 11 kg ngô trong 18 ngày. Ngoài ngô ra thì chúng còn ăn gì khác không? Tại đây ngô được nấu với mỡ và một chút muối. Muối khiến chúng khát nước, phải uống nước. Nước giúp chúng tiêu hóa tốt hơn, không sao cả. Tôi luôn thấy mẹ tôi bỏ muối vào đồ ăn. Chúng ta luôn làm như vậy. Gan béo là niềm tự hào của nước Pháp. Hàng năm, người Pháp ăn gần 19 tỷ tấn. Trái ngược với những gì mọi người nghĩ, con vật này không hề bị ngược đãi. Việc chăn bằng ống sông cũng hoàn toàn tự nhiên. Đây là việc mà những con ngỗng trời vẫn thường làm trước khi di cư. Vì vậy tôi đã hiểu tại sao gan vỗ béo lại là một sản phẩm cao cấp, độc đáo và chất lượng hảo hạng. Đối với một vài người, món ăn này chẳng khác nào một báu vật. Để tiếp tục, chúng ta sẽ tới Chess, nơi tôi sẽ gặp Laurent, một người sản xuất gan vỗ béo. Xin chào. Sáng nay, chị sẽ nhận được hàng, đó là vịt để nhồi ăn trong 18 ngày. Nhưng không còn thời gian để lãng phí, chị phải lấy phần quý giá nhất, đó là lá gan. Laurent trông có vẻ không vui. Đây là một trong những thứ tệ hại nhất. Một buồng gan bé. Có chuyện gì vậy? Tôi không biết nữa, nhưng nó đang sưng khắp nơi. Con vật này không tiêu hóa được chỗ thức ăn được nhồi. Thỉnh thoảng điều này cũng xảy ra. Nhưng làm sao để biết đâu là một lá gan ngon? Để có một buồng gan béo, thông thường con vật sẽ phải béo. Thịt của nó phải ngon. Mông của nó phải tròn. Đó là cách chúng tôi nhận biết con vật có gan béo. Khi chúng nhỏ, điều này là không thể. Con này ngon hơn.
Tôi có cảm giác mình đang ở cạnh một chuyên gia về vịt. Giữa việc cắt thịt và sự khéo léo của đôi tay thì chị còn phải am hiểu mọi thứ về nó nữa. Cách đây 10 năm tôi không biết gì về cách pha thịt vịt cả. Tôi sinh ra trong môi trường này, nhưng tôi chưa bao giờ học cách lọc thịt. Mặc dù vậy, nó cũng không quá khó. Hôm nay chúng ta có kiếm được buồng gan béo ngậy không? Con vịt này ngon, chị thấy chưa? Con này rất ngon, để tôi cân thử. 7kg 15, tôi tưởng nó phải nặng hơn. Chúng ta cần phải biết một điều. Những con vật được nuôi trong điều kiện không tốt, bị căng thẳng, sẽ cho chất lượng gan kém. Chỉ những con vịt nào có buồng gan nặng hơn 300g mới được gọi là gan béo, còn nhẹ hơn sẽ là loại không đủ chất lượng. Bây giờ tôi sẽ giữ im lặng để chị Lauren làm việc, vì tốt nhất là để chị ấy cần tập trung vào công việc. Tôi sẽ tới chỗ Jan, người đã mời tôi quan sát các bước lựa chọn gan, từ phân loại cho đến bán hàng. Căn phòng lạnh này là nơi Jan cất các báu vật của mình. Jan này, anh hãy cho tôi biết sau khi đã có được những buồng gan quý giá này, anh sẽ làm gì? Tất cả gan đều được lựa chọn bằng tay, tùy theo chất lượng và trọng lượng của nó. Ở đây chúng tôi có một buồng gan đủ tiêu chuẩn để dán nhãn đỏ, vì màu sắc của nó đồng nhất và mặt gan mịn. Có một thông tin cần phải ghi nhớ. Tất cả những buồng gan thượng hạng đều được dán nhãn đỏ. Đây là điều cần ghi nhớ khi đi mua hàng. Vậy còn các loại khác thì sao? Cái này hơi bị dập một chút. Chất lượng của nó vẫn tốt. Vì vậy không sao. Trên thực tế, gan béo được phân chia ra làm nhiều loại. Loại thượng hạng không có tì vết nào. Loại chất lượng hàng đầu nếu có một vết màu hồng hoặc vết nào đó. Và cuối cùng là loại 3, là những thứ không đủ tiêu chuẩn xếp vào hai loại trên. Nó có thể có vết tím hoặc bầm máu. Ông Jean-Louis, bố của Jan, sẽ cho chúng ta biết thêm về điều này. Một con vật không được thoải mái sẽ không thể cho ra sản phẩm tốt. Đó là điều cơ bản. Tôi sẽ cho chị xem sự khác biệt giữa buồng gan này. Nó sạch từ đầu đến đuôi. Và buồng gan của con vật không tiếp nhận việc ăn qua ống sông. Có thể là do thời tiết mấy hôm vừa rồi không được tốt. Đây là một buồng gan to, được dán nhãn đỏ. Nó cũng thuộc về lứa vịt này. Cho ăn tương tự như vậy, giết thịt y như vậy vào cùng ngày. Một vài con trong số đó không có được chất lượng đạt tiêu chuẩn. Bây giờ tôi đã biết gan béo được phân loại như thế nào, nhưng tôi không rõ cái gì đã tạo ra chúng. Bây giờ tôi sẽ mang một buồng gan đến cho chủ một nhà hàng. Người sẽ chế biến món ăn từ gan béo. Chúng tôi chỉ mang buồng gan tới chỗ thẩm mỹ để loại bỏ đi mọi dấu vết có thể xuất hiện sau khi nấu. Không cần phải lo lắng gì khi một buồng gan bị dao cắt hay lọc mạch máu, vì khi nấu, nó sẽ tự liền lại. Gan vịt cái có nhiều mạch máu hơn. Chỉ gan của vịt đực mới kinh tế. Theo như tôi hiểu thì trái ngược với ngỗng, chỉ vịt đực mới cho những bộ gan béo. Ngoài ra, chẳng có gì khác với gan ngỗng cả. Mọi người đều phải nấu nó lên. Sau khi lọc mạch máu ra khỏi gan, Jan dẫn tôi đi giao hàng cách đấy vài km tại vùng Land. Bà Demen, đầu bếp nhà hàng, đang kiên nhẫn đợi người giao hàng. Xin chào. Xin chào, tôi mang hàng đặt tới đây. Tuyệt quá, tôi sẽ nấu nó. Đầu bếp của chúng tôi là người rất khó tính trong việc lựa chọn thực phẩm. Không biết chị ấy có nhận xét gì không? Bruno, hôm nay anh mang gì tới cho tôi vậy? Hay quá, tuyệt vời. Món ăn tủ của chị là gì vậy? Với loại gan này tôi sẽ nấu món gan béo áp chảo. Đây là công thức nấu món gan béo với táo, vừng rang. Chúng ta sẽ cho một chút táo vào, cùng với gan rán trên chảo. Nó được ăn cùng với nước sốt churrascon. Nhưng tôi sẽ trần gan lên, theo cách bà ngoại tôi vẫn thường làm. Tôi làm như vậy để giữ được gan béo trong mỡ vịt. Tôi sẽ quay nó với một chút từng ớt của Ấn Độ. Thôi đừng nói thêm nữa, Annie. Tôi sẽ nấu món pate gan béo. Tôi thích uống rượu với gan béo. Tôi háo hức quá. Tôi nấu theo một kiểu khác. Chị làm tôi thấy đói quá. Chúng tôi thậm chí không được xem chị nấu. Jan đang vội. Anh ấy mời tôi tới nhà để dùng một bữa trưa đặc biệt. Ông Jean-Louis, bố của Jan, sẽ nấu. Chúng ta sẽ xem nó như thế nào. Chúng
Chúng ta sẽ làm gan béo áp chảo với táo và ức vịt với nấm lợn, một bữa ăn ngày Chủ nhật. Để cắt gan, chúng ta dùng một con dao, loại vẫn dùng để lọc phi lê cá. Lưỡi dao của nó rất mỏng và linh hoạt. Một bí quyết nhỏ nữa là nhúng dao vào nước nóng. Chúng ta cắt ở đây. Cắt những lát gan dày theo đường chéo để lát gan to. Quả thật, gia đình này toàn người rộng rãi. Hãy cho tôi biết, đây có phải là gan tươi không? Chúng ta làm món gan béo áp chảo từ gan tươi. Chúng ta sẽ chế biến gan béo như thế nào? Chảo phải đủ nóng. Chúng ta không ướp cái gì vào gan à? Món này không cần ướp thêm gia vị. Nếu gan ngon, chỉ cần muối, hạt tiêu là đủ. Đừng lọc mạch máu khi làm món gan áp chảo. Vì nếu lọc mạch máu, bạn sẽ làm nó bị nát và tách rời mỗi khi nấu. Tôi phải nói rằng tôi rất thích chế biến gan béo theo cách này. Ông Jean-Louis là người có công thức chuẩn. Khi nấu xong, đặt miếng gan lên tấm giấy thấm dầu để tránh không cho mỡ bị đọng trên đĩa ăn. Chúng ta ra bàn chứ? Từ từ, chưa xong. Chúng ta sẽ chuẩn bị táo để ăn cùng với gan. Trang trí một chút. Ông Jean-Louis rất quan tâm đến việc trang trí các đĩa thức ăn. Bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng để được thưởng thức. Xong rồi, mọi người ngồi vào bàn đi. Không bị nguội đâu. Tôi sẽ mang nốt chỗ còn lại. Hành trình tìm hiểu của tôi vẫn chưa kết thúc. Bây giờ tôi đã biết gan béo có từ đâu và làm thế nào để áp chảo nó. Tôi còn một câu hỏi nữa, đó là chúng ta sẽ nấu ở nhà ra sao? Sylvain này, chúng ta đã có gan béo rồi, bây giờ chúng ta sẽ nấu nó. Điều tôi muốn chúng ta làm cùng nhau là dùng hai cách, với một chiếc khăn và hút chân không. Tuy nhiên, để làm được chúng ta cần phải chuẩn bị trước. Đúng vậy, trên thực tế, chúng ta có hai cấp độ. Bước đầu tiên, lọc mạch máu khỏi gan. Không như những gì chúng ta nghĩ, nó không làm hỏng miếng gan. Đây là công việc đòi hỏi sự chính xác và khéo léo vì nó có thể khiến cho miếng gan bị mất ngon. Cần phải có chút hiểu biết để làm được công việc này, vì tôi thậm chí còn không nhìn thấy cái mạch nào cả. Chị phải chú ý và mất thời gian nếu chưa quen với việc này. Phải lần theo mạch máu từng chút một. Tôi thử được không? Nếu chị muốn. Tôi không thể dùng ngón tay để tìm mạch máu được. Hãy thử cắt gan, đừng tìm mạch máu. Được rồi, tôi cắt nó ra phải không? Đúng vậy, cứ mở nó ra, đừng ngại. Tôi thấy hơi sợ, nhìn này, tôi đã lọc được mạch máu rồi. Tôi có cảm giác mình giống như sinh viên y đang thực hành giải phẫu vậy. Sau khi lọc mạch máu, chúng ta ướp muối và hạt tiêu. Với 700 gram, chúng ta cho 9 gram muối và 2 gram hạt tiêu. Sivan này, ở đây có cái gì đó màu trắng, đường phải không? Có phải đường không? Nó chính là thứ chúng ta vẫn cho vào cà phê. Cho đường vào gan béo ư? Chỉ cho rất ít thôi. Nó giúp làm đậm thêm vị, loại bỏ vị đắng đôi khi chúng ta hay gặp ở vịt. Tôi hiểu rồi, ý tưởng hay đấy. Chúng ta có tỷ lệ 1 gram đường vào nửa kg gan. Chúng ta làm thật chậm. Tuyệt quá. Chúng ta sẽ ướp gia vị cho gan và gói nó lại một cách cẩn thận. Khi đã xong, chúng ta sẽ rắc thêm chút gia vị, nhưng ở phía trên, tiếp theo chúng ta sẽ nấu bằng hai cách. Cách thứ nhất là kỹ thuật khăn bông. Chúng ta cần một tờ giấy nướng để bọc miếng gan. Làm thôi. Đẹp quá. Rất tuyệt. Cho tôi xem nào. Khi đã bọc xong miếng gan, chúng ta ngâm nó vào nồi nước dùng đã nêm muối và đun ở nhiệt độ 72 độ C trong 50 phút. Nhiệt độ bao nhiêu cơ? Chúng ta lúc nào cũng nấu rất lâu. Tại sao? Tại sao chúng ta không tăng nhiệt độ lên rồi nấu trong vòng 10 phút thôi? Tôi đang rất vội. Tôi không có thời gian. Làm như vậy có được không? Không được. Nhiệt độ càng cao, hương vị của món ăn sẽ càng bị mất đi. Do vậy, chúng ta nên để nhiệt độ thấp và nấu thời gian kéo dài. Cứ để món gan béo của chúng ta chín trong nồi. Bây giờ Sivan sẽ hướng dẫn cho tôi cách thứ hai. Bằng cách hút chân không. Bây giờ chúng ta sẽ gói lại lá gan.
Sivan cắt lát nó, cho vào túi hút chân không. Ở nhà chúng ta hoàn toàn có thể để như thế này, bọc chặt lại để nó không bị nước vào. Bây giờ đến lúc nấu, đây này chúng ta không cần tới nước dùng. Nước phải ở 72 độ C và miếng gan sẽ được nấu trong 50 phút. Tôi rất muốn được nếm món gan béo này. Nhanh lên nào. Cảm ơn. Đây là chiếc khăn. Hoàn hảo. Tôi có thể ngửi thấy mùi nước dùng. Chúng ta có thể ngửi thấy mùi nước dùng, cả mùi rượu nữa. Vâng, còn đây là món làm theo kiểu hút chân không. Tôi thích cái này hơn. Vâng, cảm ơn rất nhiều Sivan. Nhờ anh mà tôi biết được hai cách nấu ăn khác nhau với khăn và dùng túi hút chân không. Tôi nghĩ bây giờ các bạn cũng đã là một chuyên gia về gan béo. Các bạn có thể làm những món này ở nhà. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.